ngay chỗ này nó có cái chợ Tân Hiệp, chợ Tân Hiệp của huyện Hóc Môn, cái chợ nhỏ nhỏ của xã Tân Hiệp, ấp Hới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Giờ bắt đầu vô buổi sáng cũng đông lắm, chợ nhỏ mà buổi sáng cũng đông lắm, nghẹt đường hết nè. Bán rau củ nè, đông ghê không? Mà đa số tao bán cặp theo đường á, đặng cho mấy cái người dân tao đi chợ tao mua, tao ngồi tao xe gắn máy á, tao mua cái tao chạy luôn. Việt Nam mình có thói quen vậy mà, xây cái chợ cho khang trang cho đẹp, ở trong là tao không ai bán á, bán theo đường không à. Thấy bán rau củ nhiều. Cái hướng mình đang đi thẳng nè, đi ra chợ Hóc Môn cũng được đó, chợ truyền thống Hóc Môn cũng được đó. Rau củ nè. Đông ghê ha. Cái đoạn đường cũng dài cũng mấy trăm mét rồi, cũng khoảng 500 mét. Ra mà này là hư dần rồi. Bên đây là chợ hết rồi, tới đây là khu dân cư rồi.